Xin hỏi là hôm nay trong cái cuộc gặp gỡ này thì nguyện vọng của em Hậu ở bên Pháp là như thế nào? Thì cho anh Vĩ biết để anh Vĩ truyền tải đến gia đình của bạn Hậu ở bên Việt Nam. Yeah. Du coup, Simon, il te demande quelle est ton envie aujourd'hui dans cette discussion, ce que tu veux savoir pour qu'il puisse transmettre ça à sa famille, à ta famille. Alors, moi déjà, j'aimerais savoir comment ils m'ont retrouvé, parce que j'ai bien compris que Toine Vie, il a mis cette vidéo sur YouTube, donc c'est eux qui l'ont Ouais. contacté. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, Attends. c'est Ouais. de quoi, à partir de quelle information, ils pensent qu'on est relatif. Ok. Hậu hỏi, Hậu muốn biết là tại sao, tại làm bằng cách nào mà gia đình bên nhà Hậu lại có thể tìm được thông tin của Hậu. Bởi vì Hậu bảo là nhắn tin cho anh Tuấn Vĩ trên YouTube, thì không biết là dựa vào điều gì mà gia đình xác định được Hậu là người nhà của mọi người ạ. Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin chuyển tải phần tiếp theo của câu chuyện Bạn Simon ở Pháp tìm về cội nguồn sau 30 năm. Thưa quý vị, trước khi quý vị bước vào câu chuyện, Tuấn Vĩ xin tóm tắt để cô chú anh chị chúng ta nắm được nội dung trước khi xem video này. Tuấn Vĩ xin giới thiệu người mặc áo xanh đeo kiếng ngồi bên tay phải là bạn Simon hay còn gọi là Trần Phúc Hậu, theo như tên ở trong giấy khai sinh. Còn bạn ngồi giữa là bạn Duy, là người phiên dịch dùm cho bạn Simon. Còn hai anh chị ngồi chung màn hình đó là Hậu Anh và bạn Thúy. Thì đang được nghi ngờ Hậu Anh và bạn Thúy là anh chị của bạn Simon. Hiện tại là Hậu Anh với bạn Thúy đang còn ở Bạc Liêu. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện thì cách đây khoảng 8 tháng trước thì có bạn Hải là người phiên dịch dùm cho bạn Hậu và có gọi đến cho chương trình, mong muốn chương trình trợ giúp và truyền tải thông tin đến cho cộng đồng để tìm người thân cho bạn Simon, tức là bạn Trần Phúc Hậu. Theo như thông tin mà bạn Hải cung cấp thì bạn Hậu có được giấy khai sinh và nhờ bạn Hải đi xuống Bạc Liêu để tìm về cội nguồn. Lần theo địa chỉ ở trên giấy khai sinh thì người mẹ tên là Trần Thị Hương. Không biết năm sinh mà năm 1994 thì người mẹ đó được 38 tuổi, là cái lúc là người mẹ cho con là được 38 tuổi. Quê quán thì ở cầu số 7 của huyện Minh Hải, tỉnh Bạc Liêu. Thì bạn Hải đã lần mò xuống đến theo cái địa chỉ ở trên giấy khai sinh mà bạn Hậu cung cấp. Thì khi xuống hỏi bà con cô bác, những người địa phương sống xung quanh cầu số 7 thì hầu như không ai biết, và được cô chú trả lời là các cô chú đó mới về ở đó được khoảng vài mấy chục năm, khoảng 20 năm, người thì 15 năm, có những người thì 10 năm. Vì vậy cho nên là cũng không biết được cô Hương nào trùng khớp với ở trong miếng giấy khai sinh. Sau đó thì bạn Hải có cùng đi đến ở chính quyền địa phương để nhờ chính quyền trích lục và hỏi về danh sách, thì đã được ở bên chính quyền trả lời là trước đây cô Hương có sinh sống ở đúng địa chỉ đó, nhưng mà sau thì cô đã rời đi nơi khác và đi làm ăn dường như là nhiều nơi. Cho nên là chính quyền cũng không nắm được là hiện tại cô Hương ở đâu. Trong lúc bế tắc thì đã được người dân có khuyên bạn Hải là tìm đến chương trình của Tuấn Vĩ. Vì vậy sau khi Tuấn Vĩ tiếp nhận hồ sơ của bạn Hải cung cấp thì Tuấn Vĩ đã truyền tải lên cộng đồng. Rất là may mắn, 30 phút sau thì Tuấn Vĩ đã nhận được một nguồn tin của từ bạn Phước. Nghe bạn Phước nói rằng là bạn Phước còn bà con xa, có nghĩa là cũng cũng có cái sự mà quen biết khá là thân thiết với gia đình của cô Hương trước đây. Tuy nhiên sau này thì cô Hương đi lên Sài Gòn đi làm ăn thì ít gặp hơn,
nhưng mà con của cô Hương thì hiện tại vẫn đang còn ở Bạc Liêu. Ở trong miếng giấy ký lúc cho con thì cô Hương có thể hiện ở trong miếng giấy là vào thời điểm cho con thì cô Hương đã có hai người con, một trai một gái, và đang trong tình trạng là ly hôn chồng. Vì vậy cho nên đã đặt cho Simon là Trần Phúc Hậu là lấy họ mẹ. Sau khi Tuấn Vĩ được gặp bạn Phương là người báo tin thì Tuấn Vĩ có yêu cầu một số giấy tờ để chứng minh, thì bạn Phương đã gửi cái giấy chứng minh nhân dân của cô Hương tới. Khi Tuấn Vĩ nhận được giấy chứng minh nhân dân của từ bạn Phương gửi tới thì Tuấn Vĩ đã vỡ òa niềm vui, vì trên giấy chứng minh nhân dân ghi là Trần Thị Hương, sinh năm 1956, quê quán là ở phường 7, thành phố Bạc Liêu. Và thưa quý vị, tuy rằng khi mà miếng giấy của bạn Hậu gửi tới đó thì không ghi năm sinh của người mẹ, nhưng vào năm 1994 thì người mẹ được 38 tuổi. Đồng nghĩa với người mẹ đó sinh năm 1956 là hoàn toàn chính xác. Trong quá trình xác minh thì Tuấn Vĩ và bạn Hải và hai chị em, bạn Hậu Anh và bạn Thúy đã cùng trò chuyện với nhau và báo đến cho bạn Hậu ở bên Pháp. Tuy nhiên cũng có nhiều lý do trở ngại nên hôm nay thì bạn Hậu ở bên Pháp có quyết định về Việt Nam để thăm gia đình và muốn lấy mẫu ADN để cùng chứng minh đó có phải là anh chị của bạn Hậu hay không. Vì vậy hôm nay Tuấn Vĩ sẽ cùng kết nối để cho anh em được gặp nhau và qua sự phiên dịch của bạn Duy. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi đối chứng hôm nay, cũng như là cùng chúc mừng cho anh em. Rất có thể đây là anh em ruột của nhau. Sở dĩ mà Tuấn Vĩ nói rất có thể anh em của nhau thì đó là nói một cách khiêm tốn, còn dựa trên cơ sở bằng chứng thì tất cả thông tin đã hoàn toàn trùng khớp. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe cuộc đối chứng, xem bạn Hậu muốn hỏi gì về quá khứ và các anh chị em trong gia đình sẽ trả lời bạn Hậu ra sao. Rồi sau đó thì bạn Hậu có yêu cầu mong muốn về để cùng lấy mẫu xét nghiệm ADN để cùng được khoa học chứng minh xem đây có đúng là chị em, anh em trong gia đình hay không. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện hôm nay mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được. Mời quý vị cùng xem chương trình. Xin chào cả nhà mình nha. Xin chào. Dạ. Để Tuấn Vĩ xin giới thiệu để cho bên gia đình của Phương và Thúy biết và Hậu biết là cái em đeo kính là em Duy là người phiên dịch dùm cho chúng ta. Còn em đội nón á, là em Hậu là hiện tại bây giờ là đang ở bên Pháp. Còn xin giới thiệu với Duy á, là hai người ngồi trước màn hình là Thúy và Hậu là đang nghi ngờ đây là anh và chị của bạn Hậu bên Pháp. Nên là phiền Duy nói lại cho em Hậu biết dùm. Ouais, du coup, Simon, là, c'est ta famille, entre guillemets. Et du coup, là, bah, là, il se présente un petit peu et là, on va commencer à la discussion. Ok, ça marche. Rồi. Ok, bắt đầu. Rồi, vậy trước tiên là Tuấn Vĩ, chú xin chúc sức khỏe cả nhà mình nha. Dạ. Yeah. Rồi, cho Tuấn Vĩ xin hỏi là hôm nay trong cái cuộc gặp gỡ này thì nguyện vọng của em Hậu ở bên Pháp là như thế nào? Thì cho anh Vĩ biết để anh Vĩ truyền tải đến gia đình của bạn Hậu ở bên Việt Nam. Yeah. Du coup, Simon, il te demande quelle est ton envie aujourd'hui dans cette discussion, ce que tu veux savoir, pour qu'il puisse transmettre ça à sa famille, à ta famille. Alors, moi déjà, j'aimerais savoir comment ils m'ont retrouvé, parce que j'ai bien compris que Toine Vie, il a mis cette vidéo sur YouTube, donc c'est eux qui l'ont contacté. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est de quoi, à partir de quelle information, ils pensent qu'on est relatif. Ok.
Hậu muốn biết là tại sao, tại làm bằng cách nào mà gia đình bên nhà Hậu lại có thể tìm được thông tin của Hậu, bởi vì Hậu bảo là nhắn tin cho anh Tuấn Vĩ trên YouTube, thì không biết là dựa vào điều gì mà gia đình xác định được Hậu là người nhà của mọi người ạ? Rồi, trước tiên á là nhờ em Hậu ở bên Pháp lột cái nón nó dùng cho anh Vĩ chút xíu được không? Để anh Vĩ nhận diện cái khuôn mặt rõ hơn chút xíu được không? Simon, enlève ta casquette. Ouais. Rồi, bây giờ anh Vĩ xin trả lời câu hỏi của em Hậu nha. Vâng, il va répondre à ta question là. Cái khi mà em Hậu ở bên Pháp nhờ một người phiên dịch để mà truyền tải câu chuyện lên, thì có em Phương là người hàng xóm của gia đình ở bên Việt Nam đã nghe được câu chuyện và báo cho em Thúy và em Hậu đây về cái câu chuyện đó, thì anh Vĩ mới kết nối được là nhờ qua cái sự mà phát hiện ra câu chuyện của em Phương. Ok, donc en fait, il y a une voisine à eux qui ont entendu l'information sur YouTube et qui ont ensuite transmis l'information à la famille. Voilà, c'est juste ça pour l'instant. Ok, mais comment ils ont su que leur mère, enfin comment est-ce Ouais. ils en sont que leur mère Ouais. était probablement la même mère que moi? Est-ce Ok. que c'est le nom de la mère qu'ils ont vu sur les documents? Ouais. Simon muốn hỏi là làm sao mà gia đình biết được là mẹ của Hậu cũng là mẹ của mọi người, bởi vì là nhìn qua giấy tờ, giấy khai sinh hay là bằng cách nào mà mọi người hiểu nhận ra được cái thông tin đấy ạ? Đúng vậy, là khi bên em Hậu ở bên Pháp truyền tải qua thì có tên mẹ và có năm sinh của mẹ, và dường như là ở trong giấy khai sinh đó là có quê quán của mẹ. Nhưng mà trước đó thì là bên Pháp tìm về thì thời điểm đó là mẹ đã đi chỗ khác. Vì vậy cho nên em Phương là người hàng xóm đã phát hiện ra câu chuyện. Và bây giờ cho phép Tuấn Vĩ xin được mời em Phương đứng ra ở phía sau màn hình cho em Hậu nhìn em Phương chút xíu. Đó, em Phương là em này. Phương đưa lên tay lên chào đi em Phương. Rồi, em nói lại Donc cho c'est Hậu lui biết. qui a vu l'annonce sur YouTube et qui a remarqué que c'était le nom de la maman sur le papier, tu vois. Mais sauf que la maman, au moment de l'annonce, la maman, elle était plus là. Elle a déménagé quelque part. Mais lui, il sait que il connaît son nom. C'est lui qui a transmis tout ça à la famille. Ok, mais on est d'accord que la maman, elle est décédée. Hậu muốn biết là hình như là người mẹ là mất rồi hay là chỉ là chuyển đi nơi khác thôi ạ. Cái này thì để anh hỏi cái em đầu đầu hơi trọc trọc chút xíu, đó là em cũng tên Hậu đúng không em? Em ngồi xích lại sát màn hình, em nói về gia đình mình chút xíu, ngồi sát vô màn hình á, rồi em gái ngồi ra sau lưng anh Hậu cũng được. Để được rồi. Rồi xích xích vô nữa đi Hậu. Anh xin thưa với em Duy là thế này, là có một cái sự trùng hợp đó là hai anh em đều là tên Hậu hết, là Hậu anh và Hậu em. Rồi ở bên đây đó, Hậu em có hỏi là người mẹ hiện tại là như thế nào, em trả lời dùm Hậu Hậu anh ha. Người mẹ ở bên đây á, là bà lúc trước á, cũng nghèo lắm, đi bán giấy số á, rồi tai nạn á, rồi mà bị xe đụng á, rồi chết rồi. Oui, donc la maman, elle est bien décédée. Elle était D'accord. quelqu'un qui vendait des billets de loterie avant dans les villes. C'était quelqu'un de pauvre. Elle est décédée suite à un accident de voiture. Ok, Donc et il m'a dit qu'elle est bien décédée. est-ce qu'ils savent de quelle ville elle vient, la mère, par exemple? Simon hỏi là gia đình có biết là người mẹ lúc còn sống là ở thành quê, thành phố nào không ạ? Đến từ tỉnh thành nào ạ? Ở Bạc Liêu, À, Bạc quê Liêu. quán ở Bạc Liêu, ở Ok. ngay là cầu số 7. Vâng. Số 7 Thì cầu bảy số bảy. cũng mất người mẹ cũng mất ở Bạc Liêu luôn hay là ở trên thành phố ạ? Đúng rồi, đúng, Bạc Liêu luôn. Ok.
La maman, elle venait de Bạc Liêu, donc de ce qu'on a dit, une ville qui est à 7 heures de voiture de Hồ Chí Minh. Et elle est D'accord. ainsi décédée là-bas aussi, tu vois. C'est une Ok, ville et dans le ils habitent sud. Hein? eux, ils habitent là-bas? Gia đình mình cũng ở Bạc Liêu luôn, đúng không? Đúng. Ouais, ils sont là-bas aussi. D'accord, ok. Ouais. Ok. Du coup, moi, la question principale que j'aimerais leur poser, c'est si eux, ils sont disposés et s'ils ont envie de venir à Ho Chi Minh pour qu'on fasse un test de parenté, qu'on fasse un test officiel à l'hôpital. OK. Est-ce que ça, c'est envisageable pour eux ou est-ce que c'est pas possible du tout? Parce que pour moi, c'est le seul moyen Ouais, j'imagine. réellement et juridiquement Ouais. qu'on est bien relié. OK. Hậu em muốn biết là gia đình mình cái thời gian mà hậu về Sài Gòn, mọi người có thể sắp xếp lên trên thành phố Hồ Chí Minh làm một cái test ADN để xem có đúng là kiểu cùng một gia đình được không. Tức là điều đấy có thể gọi là gia đình mình có thể lên được Hồ Chí Minh một mấy hôm để làm được không ạ? Ouais, du coup, Simon, ils vont envisager de venir à Hồ Chí Minh. C'était pas dans leur plan au début, mais lui, Tuân Vy, il a réussi à les convaincre. Du coup, ils vont s'organiser pour venir. Pas tout le monde, pas les deux, c'est juste une personne, mais Ouais. ils vont s'organiser à venir. Et Tuân Vy, il a dit qu'il veut bien prendre en charge les frais de déplacement, tout ça. Mais D'accord. honnêtement, c'est pas grand-chose, tu vois. Je pense que c'est que le test qui coûtera le plus cher. Sinon, tout le reste, ça coûte pas Donc grand-chose. on est d'accord qu'il faut acheter deux tests, un test pour lui et un test pour moi. Pour toi, ouais. OK. Comment ça se passe une fois qu'on se retrouvera à Ho Chi Minh? Comment ça se passe? Est-ce qu'on se retrouve à l'hôpital? Qui procède au test? Comment ça se marche? Parce que moi, je ne connais pas hein, l'hôpital à Ho Chi Minh. Ouais, je comprends, Voilà, tu seras ouais. aidé, pas? Ok. Hậu em hỏi là bây giờ nếu mà giả sử gia đình mình sắp xếp được lên được Sài Gòn thì cái này thì em nghĩ mình nên bàn với nhau, tại vì mình chưa lên kế hoạch, thì Hậu muốn biết là mình gặp nhau ở bệnh viện luôn hay là mình gặp nhau bên ngoài trước để nói chuyện ăn uống các thứ rồi mới đi bệnh viện hay là như thế nào, tại vì Hậu không biết là bệnh viện ở Hồ Chí Minh nó như thế nào, thì cái này em nghĩ là mình nên bàn với nhau kỹ hơn thì em mới dịch cho Hậu biết được, Rồi. tại mình cũng chưa có kế hoạch. Rồi. Nhờ em truyền đạt lại với Hậu dùm là cái việc xét nghiệm thì nó có hai hình thức. Một là xét nghiệm máu. Nếu mà lấy máu đó thì mình vào ở Hồ Chí Minh ở chỗ Pasteur đó rồi để lấy Vâng mẫu vâng ADN. Ừ, Pasteur, em đó biết. là điều thứ nhất. Còn cái chuyện là nếu có thời gian thì anh chị em ví dụ như là gặp nhau hàn huyên thì cái việc đó có thời gian thì đương nhiên là mình cũng sẽ có một bữa cơm thân mật. Dạ, ok. Ouais, du coup, pour le test ADN, ça va se passer dans un hôpital à Pasteur, c'est la rue du centre de Ho Chi Minh. Ça, Ok. c'est pas difficile, tu vois. Tu viens, tu t'inscris. D'accord. Et pour le suite, il a dit si on a le temps, on pourra se poser, manger, parler un petit peu. Mais ça, D'accord. c'est le truc secondaire, tu vois. Principal, D'accord, oui. c'est direct à l'hosto. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est si quand on va arriver à l'hôpital, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Parce que tu sais, faire un test ADN en France, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire ici en France. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Que quand on va arriver, on va pouvoir faire le test directement. Est-ce qu'il va falloir qu'on patiente toute la journée? Comment est-ce qu'ils savent ou enfin Toine Vie sait ou est-ce que on sait? Ok. Tại vì Hậu nói với em là bên Pháp test ADN là cấm và rất hiếm những người được làm cái test đấy bên Pháp. Thì không biết là ở Việt Nam lúc mình muốn làm cái mấy cái xét nghiệm đấy là có phải đặt hẹn trước không? Em nghĩ là Pasteur đặt hẹn trước được. Dạ. Nghĩ là được. Xin báo lại với Hậu dùm là ở bên Việt Nam rất là thoải mái về cái việc test ADN. Nó có hai hình thức, một là mình lấy máu, hai nữa là lấy tóc và móng tay. Rất là thoải mái, không có phải cần hẹn trước. Vâng. Et du coup, Simon, au Vietnam, tu n'as pas besoin de rendez-vous parce qu'au Vietnam, tu as deux types de tests ADN différents. Tu passes par le veine sur le bras, là, et sinon, D'accord. tu prélèves les cheveux et les ongles. Tu n'as pas besoin de D'accord. rendez-vous. C'est très ouvert, donc tu peux venir comme ça. Et on a les résultats après, rapidement, ou est-ce que c'est 5 semaines après? Oui, je demande. Không biết kết quả ADN những cái đấy Việt Nam mình có kết quả sớm không? Hay là kiểu trong ngày hay là hôm sau hay là lâu? Em nghĩ cái đấy cũng tùy, tùy xem nó là test gì. À, nếu mà gọi là test bằng tóc và móng tay thì 4 ngày sau, còn và test máu thì theo anh nghĩ có thể là có thể trong ngày. Ok ạ. Ok.
pour les ongles et les cheveux, c'est 4 jours. Et pour le sang, c'est les jours mêmes. Ok. Họ nói với em là cái lịch của họ ở Sài Gòn nó không có được nhiều. Họ sẽ dành toàn ngày 17 và 19 tháng 2. Thì cái này em sẽ đợi cho gia đình mình sắp xếp thời gian để lên Sài Gòn rồi mới em mới thì mình mới báo được. Tại giờ mình cũng chưa biết được. Nhưng mà tại vì hậu chỉ ở Sài Gòn có 3 hôm thôi là 17, 18, 19. Mà 18 thì hậu lại phải đi gặp cái người mà chăm sóc hậu hồi mà hậu mới đẻ ra ở Sài Gòn. Thì còn lại 2 ngày kia thì hậu đều thoải mái. Thì cái này em để cho gia đình mình tự tự sắp xếp với nhau. Dạ. À, em nói với Hậu dùm á là vì vấn đề do cái ADN có thể là phải cần thời gian để lấy, vì vậy cho nên là nên dành cái thời gian để test ADN trước, để trong cái thời gian những ngày giữa đó là những ngày chờ kết quả. Chứ còn ví dụ chẳng Dạ. hạn như là ngày 17 về thì nên làm ADN của ngày 17 để có thể ngày Vâng. 19 có thì người ta trả cho mình luôn. Còn nếu mà ngày Vâng. 19 mới làm thì là sau đó thì Hậu đã Vâng, về vâng. Pháp rồi. Ừ, cho nên là Dạ. theo anh Vị nghĩ là khi về thì nên làm cái ADN trước. Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ là em sẽ bảo Hậu là mình sắp xếp để làm cái ID đến ngày 17 luôn. Để cho mọi thứ nó không bị chậm. Donc, imagine que il pourrait s'organiser. Mais du coup, il faut que tu fasses le test ADN le plus tôt possible. Comme ça, si le résultat il prend un peu de temps, bah, tu seras encore à Saigon, tu vois. Genre, donc, idéalement, il faut que le test il ait lieu le 17. Voilà. Ok, pas de problème. Alors, on se dit que le 17, on bloque toute la journée pour dès le Ouais. matin pour Et le en vrai, je test lui pense pas rendre. que ça prend toute la journée, tu vois. Mais il vaut mieux le faire le En plus fait, tôt. moi, il faut... tu penses que tu peux vérifier? En gros, je pense que j'arrive le 16, mais je ne sais pas à quelle heure, donc je ne veux pas donner d'horaire. Tu vois, si Ouais, j'arrive à... juste c'est bien. Ok. Je qu'on le fasse au moins le matin, le plus tôt possible, il n'y a aucun problème. Le 16, on arrive Ok. à 13h. J'arrive à 13h le 16, normalement. Oh, ça Donc va. c'est comme Ça va en vrai. l'après-midi, Ok. dès mon arrivée, pardon. Soit on le Ok. fait le lendemain. Ok. Hậu bảo với em là ngày 16 hậu tới rồi. Hậu tới Tân Sơn Nhất vào lúc 1 giờ chiều. Nên là thời gian về khách sạn nghỉ ngơi một chút thì em nghĩ là từ buổi chiều ngày 16 và cả ngày 17 là mình có thể làm cái test đấy luôn để cho nó có Et thời oui, gian nó dài hơn một chút. il faut que toi tu sois disponible aussi le 16 ou le 17. Ouais, c'est quel jour le 16? Antoine, tu peux vérifier? Ouais, deux secondes. Mais normalement, je pense que je peux être là, ouais. Vendredi ou samedi? Le 16, c'est un vendredi. Le 17 est un Ouais. samedi. Ouais, samedi, c'est parfait. Mais on Mais peut... vendredi, je peux L'hôpital... demander l'après-midi off. Ouais. Il Oui, demande parce que... l'hôpital Vietnam. faire le test le samedi, hein. Ça je connais pas moi. Au Vietnam, c'est ouvert H24, les hôpitaux. Ça ferme pas. Ok. Ok. Et ben tu peux lui dire que Ok. c'est partant pour le vendredi soit le samedi. Yeah. Vendredi on est à Ok, thế 13h. hậu ok cho ngày 16 và 17. Đó là thứ 6, thứ 7. Nên là em nghĩ mọi người có thể sắp xếp được cho 2 ngày đấy. Hậu đều ok. Ok, rồi để anh sắp xếp rồi anh sẽ báo. Vâng. Rồi. Il va s'organiser et t'envoie les horaires. D'accord. Ở nhà thì em thì có hai anh em đó, hiện tại giờ cũng có hai anh em À. đó, thì anh trước ở Mắt À. rồi còn hai anh em đây đó, Vâng. rồi anh thì là anh Hậu nè, ổng thì cũng có vợ hai đứa con, đứa Dạ. thằng trai đứa gái, còn em á thì cũng có gia đình nữa mà thôi lâu rồi, thôi mười À. mấy năm nay À, cũng không rồi để cho em hai Duy bạn nào. rồi để cho em Duy phiên dịch lại xong rồi mình trò chuyện tiếp, dài quá nó không nhớ. Ok, là juste là il présente vite fait la famille. Lui c'est le grand frère et elle la petite sœur. Ils ont chacun 2 enfants. Ils ont un plus grand mais qui est décédé dans les trois. Donc OK. voilà, chacun a 2 enfants. Voilà, il présente un petit peu la famille. Et donc eux Voilà. ont bien connu leur mère. Puisque la mère est décédée il y a très peu de temps. Ouais. Tức La mère est là mọi người décédée. đều biết. Mọi người đều biết mẹ của Hậu trước kia mà đúng không ạ? Bà mất lâu chưa? Không biết là cụ bà, không biết là bà mẹ của Hậu mất lâu chưa? Bốn bốn năm 4 năm ạ. Yeah. Yeah. Dạ, 4 năm. Ah, il y a 4 ans. Oui, ils ont tous connu. Et bon, on en parlera sûrement quand on se verra sur place, mais est-ce qu'ils savent pourquoi est-ce que leur petit frère a été mis à l'adoption? Ouais.
Hậu muốn biết là không biết là hồi bé mọi người có biết là tại sao Hậu lại được đưa cho đi làm con nuôi hay không? Tại không biết, cho em nghĩ là hồi đấy chắc tại gia đình, hồi đấy gia đình chắc khó khăn cái thời đấy hay như nào? Đó ở bên đây tụi kia cũng chưa có biết nữa, tại vì lúc đó mẹ bà khổ quá đó, rồi nên ba ổng bỏ đi á, rồi mẹ bà khổ quá bà mới là cho. Ok. Donc en fait à l'époque le papa il était parti déjà, tu vois. Il a laissé la maman tout seule avec toutes les gosses. Donc elle n'en pouvait plus et tu connais, elle vendait des billets dans la rue. Donc il était obligé de se séparer de tout petit, donc j'imagine qui était toi, tu vois. Voilà. J'ai une dernière question pour eux. Après, je pense qu'on en parlera plutôt sur place parce que ça fait beaucoup hein, pour moi. Question et à la fois, c'est bah, t'imagines, pour moi, c'est pas évident. Est-ce qu'ils savent si elle avait des problèmes de santé, par exemple, en particulier? Ça m'aiderait beaucoup. Ça reste un peu entre nous, entre guillemets, mais moi, je sais que j'ai une maladie qui est héréditaire. Je veux pas leur dire directement parce que j'aimerais savoir s'ils savent si elle a eu une maladie en particulier. Không biết Donc, là hồi bà ouais, dis-moi. demander si son état de santé, est-ce qu'il savait qu'il y avait une maladie en particulier importante, une maladie que aurait pu avoir? Không biết Ou là eux d'ailleurs. hồi ouais. Không biết là hồi cụ bà còn sống là cụ bà có lúc ấy sức khỏe cụ bà như nào. Không biết là hồi đấy cụ bà có cái bệnh gì mà nó truyền, tức là nó là về con cái cũng, tức là không biết là mọi người có bệnh gì trong gia đình mà kiểu bệnh chung không ạ? Thế mà cái căn bệnh gì mà kiểu chung không? Hậu không nói với em, nhưng em đoán được là có thể Hậu có một vài vấn đề sức khỏe gì đấy liên quan tới từ đời ba má. Nên là Hậu đang muốn biết là có thể, không biết là má có hay là từ ba. Nên là không biết là mọi người có biết thông tin gì không? Không có bệnh gì hết trơn á, không có bệnh. Dạ Ví lúc dụ mẹ còn á là mới khỏe dữ lắm. ví dụ như bệnh di truyền, bệnh lao phổi hoặc này kia đó, những bệnh di truyền này kia đó trong gia đình mình có Dạ không có. Không. Donc ils ont rien eu. Ils ont rien eu et ils savent pas, ils pensent pas non plus que la maman elle a eu quelque chose. Elle était D'accord. morte par accident. Donc soit Ok. peut-être c'est par le papa ou je sais Ok. pas. Ok, ça marche. Chị muốn hỏi là Hậu có muốn về thăm quê không, nếu như mà nhận đúng á anh em á đó là Hậu có muốn về thăm quê không, thăm mồ mả của mẹ không? Donc il demande si sont vraiment tes frères et sœurs, est-ce que tu voudras aller visiter aller à la campagne quoi, les visiter ainsi que la tombe Alors, de la maman, etc. oui, j'aurais bien aimé, mais en fait, le problème, c'est que si je fais mon test le 16 ou le 17, je repars, moi, le 20. Je ne peux pas rester plus longtemps billet de retour. Mais oui, Họ bảo j'aimerais là bien, si. Hậu J'aimerais bien, oui. Họ bảo là Hậu cũng muốn, nếu mà thời gian cho phép và nếu mà kết quả có sớm thì Hậu cũng muốn. Vậy là ok rồi. Rồi vậy thì chị cũng chờ kết quả thành công đi rồi về thăm một xứ sở với mồ mả của mẹ. Nói Donc chuyện cũng trời. eux ils sont très contents, ils espèrent que le résultat sera favorable et d'attendre ici quoi. Ok, ça marche. Rồi sức khỏe của Hậu có tốt, có cũng như là hồi nãy là cậu hỏi chị là cái sức khỏe cũng như có di truyền bệnh này bệnh kia hết, là bên đây nó là không có bị bệnh gì hết. Còn Hậu bệnh sức khỏe không gì cậu hỏi. Du coup, il demande, bah, il se doute, il demande, du coup, est-ce que toi, ton état de santé va bien? Pourquoi tu veux savoir si la famille a des problèmes héréditaires? Et c'est comme ça, si tu peux leur dire ou pas, si tu as des problèmes, comme ça, ils peuvent demander dans la famille. Mais je pense pas Moi, qu'il faut leur dire tout de suite. j'ai un problème, j'ai une maladie héréditaire qui n'a pas vraiment de nom, entre guillemets. Ça serait compliqué de leur expliquer, mais c'est une maladie qui a été développée, enfin, que beaucoup de bébés ont eu en Asie à ce moment-là, dans les années 90. Et après, ça s'est développé. Mais donc, c'est une maladie du foie, en fait. Mais enfin, moi, j'aurais voulu savoir,
On m'a dit normalement, mais je vais voir un médecin là, la semaine prochaine, donc enfin mon chirurgien que je vois régulièrement, et je vais lui redemander si c'est nécessaire. Et voilà, enfin oui, donc j'ai ça. C'est pas une maladie qui est mortelle, enfin c'est mortel si c'est pas soigné, mais moi je vais bien. C'est juste j'aurais voulu savoir parce que peut-être pu m'aider à faire le lien entre bah, si elle avait été malade, la mère, ça aurait vraiment une certitude pour moi, tu vois. Ok. Hậu thì hậu vẫn khỏe, nhưng mà hậu có một cái căn bệnh bên này, nó là liên quan tới dạ dày. Và khi đi khám ở bác sĩ ở bên Pháp thì người ta nói là căn bệnh này nó rất là nhiều ở trẻ con ở bên châu Á, nhất là cái thời mà cái tuổi tầm những năm 90. Nên là bác sĩ bảo là đây là một căn bệnh gọi là căn bệnh di truyền, nhưng mà hậu bảo là hậu sẽ đi khám lại, nó liên quan đến dạ dày. Và nhưng mà nói chung thì vẫn khỏe, nhưng mà chữa bệnh chữa đầy đủ thì vẫn khỏe, chỉ là muốn muốn biết thôi. Có bệnh như vậy không? Không bệnh cái đó bao tử đâu không? Không. Thì nói chung ra thì mình ở Việt Nam này á, mình ăn đúng cái giờ á thì mình không có bị Vâng. đau bao tử là mình dạ dày đó, còn mình ăn chích á thì nó đau. Ăn Vâng. đúng giờ chắc không đau gì hết, mà ăn chích là đau. Dạ. Là dạ dày á. Chị á, chị bị Vâng. ngộ gì đó, ăn đúng giờ thôi, còn không đúng giờ là chích là nó bị đau à. Ăn là cái canh giờ. Ok. Donc eux, ils ont pas vraiment de problème qui concerne la foie. Ok. Mais j'imagine que là-bas, vu que les conditions sont différentes, peut-être, tu vois, ils savent pas vraiment. Mais D'accord. Ok. ils sont ouverts, ils vont demander, tu vois. Mais ils sont. Voilà. Ok. Mẹ cho em á, là gia đình nó mình cũng khổ, gia đình khổ, chị nè cũng có cho nó nè, chị cho luôn á, đó, em cũng có cho nữa, cho mà gần. Rồi lúc đó là dì của chị á, đi qua đi lại đi học, chị còn nhỏ á, chị thấy chị đòi về hoài. Cuối cùng á, dì chị á mới lạ, sao dì chị mới nói thôi đi ngang là không đòi về, chứ đòi về mẹ hoài, thì bà mới dẫn về. Cũng hai chị cũng là người cho nữa đó, nó cho mà về Ok. quản cho đó, mình khổ lắm Dạ. lắm. Rồi, dạ. Rồi, Chị j'espère cũng vậy que luôn, chị cũng vậy, mẹ khổ lắm. Nên nói Thế hậu là thì, đừng có buồn, đừng có Vâng. buồn, chị cũng vậy thôi, Vâng. lo mẹ khổ lắm. Donc, ils disent que j'espère que tu leur en veux pas à l'époque, parce que à l'époque, maman, elle était très pauvre. Elle-même, la fille en rouge, en bleu, là, elle aussi, elle était donnée à l'adoption, mais elle pense qu'elle n'avait pas eu la même chance que toi. Elle n'était pas adoptée dans une famille aisée. Donc, elle a été elle était adoptée dans la même région. Et elle était assez grande déjà, tu vois, pour se rappeler de l'annonce de maman et tout. Donc, elle a forcé pour pouvoir revenir dans la famille. Mais elle aussi était donnée à l'adoption, tu vois, celle en bleu. Donc, voilà, juste, j'espère que tu en veux pas et on fera le test dans la paix. Non, ça c'est sûr. Après, moi j'ai des forcément j'ai des questions que je me pose et voilà, mais c'est pas forcément eux qui pourront y répondre. Hein. En plus, c'est la mère, J'imagine. c'est plutôt à la mère à qui j'aurais eu besoin de poser des questions. Mais elle a été déposée en adoption, mais pourquoi pas dans le même orphelinat que moi? Ok. Họ bảo là hồi đấy chị được cho đi cho nhận con nuôi, nhưng mà là không được cho vào trong cái trại con nuôi giống Hậu, đúng không ạ? Đúng, cho ở ngoài, cho bà con dòng họ mà cũng hơi xa, cũng hơi xa. Elle a dit qu'elle donnait à l'époque, elle donnait un peu n'importe où la maman. Et elle, en bleu, elle était donnée à des proches, mais un peu plus lointains, tu vois. Des gens de la famille proche, mais quand même assez lointains. Et leur petit frère, il a été donné à l'adoption quand l'enfant était déjà né? Tu parles de toi? Ouais, enfin, supposément moi. L'enfant, leur mère, elle l'a donné en adoption après avoir mis au monde le bébé? Ou est-ce qu'il était déjà... Elle... J'imagine après, mais je demande quand même, tu vois. Hậu hỏi là lúc mà Hậu đẻ ra rồi mới cho mới 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 cho Hậu đi làm con nuôi đúng không? Hay là trước khi đẻ đã có kế hoạch cho Hậu đi rồi? Em nghĩ là chắc là sau khi đẻ ra không nuôi được thì mới mới Đúng, 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 mới đúng. mới đúng, après 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 t'avoir mis Après, au monde.
Ok. Là, y a déjà quelque chose qui est étrange dans ce qu'elle me dit. Ouais. Mais ça, du coup, tu ne leur traduis pas, mais c'est étrange parce que moi, ma mère, elle m'a mis au monde à l'hôpital dans lequel on m'a laissé. Ouais. Donc, il y a une incohérence là. Ok. Mais Ça, je du pense coup. que on le verra sur place. Je pense Ouais. que s'ils sont ouverts à faire le test, après peut-être que ça fait tellement longtemps, tu vois, mais on verra, tu vois. Je te dis, Ouais. ça peut jamais coincer à 100%. Ok. Bah, dis-leur que je leur en veux pas du tout et que j'ai hâte de les rencontrer sur place au Vietnam. Ok, họ bảo là họ không còn câu hỏi gì nữa và mong đợi gặp mọi người ở Việt Nam. Và họ không không giận dỗi gì đâu, tại vì cũng không phải là lỗi của mọi người. Đúng, đúng. Lúc Đó. đó còn còn em bé không mà mẹ khổ quá đi. Mẹ khổ quá mẹ mới cho. Đó là vậy. Là cũng như là cậu nói với ổng đừng có buồn nha, chị cũng vậy thôi. Nói chung là giờ chị cũng thương mẹ lắm. Bây giờ gia đình mình khổ quá thì mình phải chịu thôi. Không, mình trách móc gì, đúng không? Đó là vậy đó. Rồi. Giờ nó có biết gì nói vậy. Thôi vậy giờ mình Ui. hẹn gặp lại đi. Ok. Ha. Rồi cấp Hẹn gặp lại. Phương ơi, Phương đứng ra, cảm ơn Phương nhiều nha Phương. Phương gọi cảm ơn Phương, Phương là người báo tin nói với Hậu vậy để Hậu biết. Du coup, il te remercie pour l'appel et j'attends de te voir au Vietnam et j'espère qu'on va tous le faire bien. Ok. Du coup, tu lui dis que je passerai par toi, comme on a fait là. Je passe par Ouais. toi, et parfois toi, tu passeras directement via lui directement pour envoyer des messages. Ça évite de traduire sur Google, etc. Ôi, t'inquiète. Họ bảo họ sẽ nhắn tin cho anh Tuấn Vĩ để sắp xếp gặp mọi người. Và có gì Ok. thì em cũng sẽ hỗ trợ để phiên dịch. Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn em nhiều nha nha em Duy. Rồi bữa đó thì Vâng. có duyên rồi anh em mình gặp nha. Dạ vâng. Dạ cảm Rồi, ơn. rồi vậy chúc sức Dạ. khỏe hết nha, chúc sức khỏe hết tất cả gia đình Dạ. mình. Dạ. En bonne Ok. santé. Rồi. Ça marche. Dạ. Hẹn gặp Merci. lại. Ok, Dạ. xin À chào. bientôt là gì? À Bye bientôt. bye, bye Bye. bye. Bye bye mọi người. Ok, bye. Cảm ơn Duy nhiều. Dạ. Dạ, không có gì ạ. À. Chị cho tôi là sản phẩm.